Con bé lão xược. Thúy, em gái con đâu rồi? Con cũng không biết. Từ sáng đến giờ con chưa nhìn thấy em. Chắc nó lại trốn vào rừng chơi rồi. Nhà thì bao nhiêu việc. Con mau đi tìm em về đi. Vâng thưa mẹ. Nga, Nga ơi, em đây rồi. Sao chị gọi mà không lên tiếng thế? Chị tìm em có việc gì thế? Mau về thôi, mẹ đang tìm em đấy. Nhưng em vẫn còn muốn chơi mà. Về làm gì chứ? Chắc mẹ lại sai em làm việc à? Em không thích đâu. Thôi nào, chị em mình về thôi. Biết đâu mẹ có quà cho em thì sao? Mẹ có việc muốn nhờ các con đây. Thúy mang đống sợi mẹ vừa dệt xong đến giao cho bà Liêm ở cuối làng. Còn Nga, trả cái giếng ở bìa rừng xách cho mẹ 2 xô nước. Vâng ạ. Cái gì? Đi xách nước hả? Con không chịu đâu. Nước nặng thế làm sao con xách được? Trả hỏng hết bàn tay con cho xem. Trước giờ mẹ nuông chiều con vì nghĩ con còn nhỏ. Nhưng giờ con đã lớn rồi, phải phụ giúp mẹ và chị chứ. Có mỗi việc xách nước cũng không làm được thì làm cái gì? Thôi mẹ để con làm cho. Con mang hàng cho bà Liêm xong sẽ về xách nước luôn. Vâng, mẹ để chị Thúy làm đi. Chị ấy quen làm hơn con mà. Không được, con phải đi xách nước. Đừng có quen thói lười biếng như thế. Con không chịu đâu. Tại sao bằng tuổi con, các bạn được mặc váy đẹp, suốt ngày được chơi. Còn con thì phải mặc áo vá, rồi còn phải làm việc nhà nữa. Con không muốn thế đâu. Kìa, Nga, em nó còn nhỏ, dần dần nó sẽ hiểu thôi mẹ ơi. Sao cùng là con mẹ sinh ra mà hai đứa lại trái tính nhau thế hả trời? Trời, đây là đâu thế này? Đẹp, đẹp quá đi mất. Bà là... Chào mừng cháu đã đến với thế giới thần tiên. Ta chính là chủ của căn nhà này. Ôi, bà chính là tiên à? Cháu chào bà. Bà ơi, cháu đang đi xách nước cho mẹ thì bị lạc vào đây. Bà có thể giúp cháu trở về nhà được không ạ? Đã vào đến đây thì không thể ra về ngay được cô bé à? Dạ sao? Không về được. Vậy từ giờ cháu sẽ bơ vơ à? Ta thấy con có vẻ hiền lành. Hãy ở lại đây với ta một thời gian. Ta đang cần một người giúp việc nhà. Vâng, con cảm ơn bà. Thúy. Dạ. Thời gian qua con đã làm việc rất chăm chỉ. Nay ta ban cho con được trở về đoàn tụ với gia đình. Thật thế sao ạ? Con cảm ơn bà. Trời, mình đã về nhà rồi. Mẹ ơi, Nga ơi, con đã về rồi. Ôi, Thúy, con đó hả? Thời gian qua con đi đâu vậy? Câu chuyện dài lắm. Từ từ con sẽ kể cho mẹ và em nghe. Thật vậy sao? Hóa ra dưới giếng lại kỳ diệu đến thế. Con sẽ ra giếng múc nước cho mẹ ngay. Mình sẽ nhảy xuống. Mình cũng sẽ được như chị. Cô ơi! Ông là ai? Nhà tôi ở đằng kia. Cô đã bị lạc vào đây thì không thể ra ngoài được đâu. Tôi đang cần một người giúp việc. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ cho cô ở lại nhà tôi. Cái gì? Tôi mà phải làm người hầu của ông à? Ông đừng có nằm mơ. Tôi đang chờ một bà tiên đến ban cho tôi những bộ váy đẹp và trang sức bằng vàng. Ông hãy đi đi. Trời, bà là... Lười biếng như cô mà cũng muốn mặc váy đẹp và đeo trang sức à? Ta cũng còn muốn chứa chấp loại người này. Mau biến đi. Mẹ ơi, cứu con với. Chị ơi. Trời, Nga phải không? Con trai rồi. Con hứa từ nay sẽ không lười biếng nữa. Bà tiên hãy tha cho con đi. Con sợ rồi. Chiếc cầu Phước Đức. Xưa kia, tại một làng ven con suối lớn, hàng ngày người dân qua lại rất khó khăn. Này, cẩn thận đấy, thằng Ba Tèo nó đi ngay đằng sau, xảy ra là mất ngay với nó. Đúng đấy, dân chuyên trộm cắp trong chợ, ai hở ra cái gì là mất ngay. Bữa nay có ông mất thôi cả buồn dừa đấy. Nó nhỏ thôi, bà Tèo mẹ nó đang đứng kia kìa. Chào ôi, nhỏ to cái gì, chả quen quá rồi đi ấy chứ. Mà không chỉ có nó đâu nha, nghe nói đời cha đời ông cũng từng bị tống vào ngục vì tội trộm cắp rồi. Thôi, cứ tránh xa ra là tốt nhất, mà cũng phải rảo bước lên. Còn về cơm nước, tối đến nơi rồi. Mẹ ơi, con về rồi, để con chặt trái dừa cho mẹ uống nước. Bữa nay con mua được miếng thịt heo, con nấu cháo cho mẹ con mình ăn tối nhé. Bà, con ngồi xuống đây. Bấy lâu nay, con có nghe lời mẹ dặn không? Con nghe lời mẹ chứ, lâu nay con bỏ hẳn chuyện đó rồi. Con luôn nỗ lực làm lụng, kiếm củi, kiếm nấm trong rừng ra chợ bán. Dừa này, thịt này đều là con dùng tiền bán củi mua được mà mẹ. Mẹ đang nghĩ con lại ăn trộm đúng không? Mẹ nghe người ta nói. Vậy là mẹ không tin con. Con vẫn nhớ lời mẹ, mấy đời trộm cắp, làm việc thất đức, có bao giờ khá giả được đâu. Ngược lại hết họa này đến họa khác đổ xuống. Vì vậy con đã quyết từ bỏ thói xấu ấy lâu rồi. Ngoài kia con cũng nghe đủ những lời rèm pha, nhưng vẫn ráng tu thân, phục thiện. Vậy mà đến mẹ cũng nghĩ con như vậy. Con à, con đừng có vội nản lòng. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ mà con. Để thay đổi cái nhìn của người đời một phút một chốc á, thì không thể được đâu con à. Vâng, con hiểu. Cẩn thận đấy, đồ đạc tiền nông cất cả đi. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Đừng nản lòng con à. Hôm nay mưa thế này lũ về, chúng ta mắc kẹt cả rồi. Phải đợi mấy ngày nước rút mới về được. Chết mất thôi, mùa mưa này cứ dăm bữa nửa tháng lại thế. Giá mà có một cây cầu qua sông nhỉ. Hay là... Ba ơi, mày làm việc này đi. Mẹ ơi, nước lũ to quá, không ai về được. Con đang nghĩ hay là con sẽ bắt một cây cầu qua suối. Làm được việc này hẳn sẽ hữu ích cho nhiều người. Bắt được cầu qua con suối đó thì đó là việc làm phúc đức mà muôn ngàn đời nhớ tới. Nhưng việc đó khó khăn lắm. Con suối này rộng mấy trăm sải đây con à. Trước đây cũng từng có người làm rồi nhưng lại bỏ. Con cũng biết điều đó, nhưng cứ nghĩ nhà mình mấy đời làm việc thất đức. Con nhất định phải bắt được cây cầu này. Con sẽ làm mọi cách mẹ ạ. Thằng Ba dạo này lạ quá, bắt cầu qua suối cho dân làng cơ đấy. Dạo này cậu ấy khác lắm. Xem ra cũng là người chăm chỉ đấy chứ. Cứ để xem cậu ta làm được gì đã. Lúc trước có người cũng làm đó thôi, nhưng có được đâu. Cậu Ba, tỉnh lại đi. Cậu ấy bị kiệt sức rồi, thật tội. Chắc việc xây cầu này đành bỏ dở vậy thôi. Chứ làng mình toàn phụ nữ và người già, thanh niên trai tráng thì đi buôn ba làm ăn xa cả rồi. Có chuyện gì xảy ra với chàng trai này vậy? Anh ấy mấy tháng nay lặn lội bắt cầu qua đây, kiệt sức nên bị ngất. Để tôi xem nào, tôi có mang theo thuốc đây. Hoàn cảnh của tôi cũng không khác gì cậu, thú thật với cậu. Đời cha ông tôi tuy làm quan lớn nhưng không tu đức, lại ức hiếp dân chúng. Có lẽ vì thế đến đời tôi lấy vợ đã hơn 20 năm rồi mà chưa lấy một mụn con, đến giờ vẫn hiu quạnh. Cậu ba, tôi cũng muốn làm điều gì đó phúc đức để chuộc lỗi lầm xưa. Cậu cho tôi góp sức cùng bắt với Cầu với. Tôi sẽ huy động họ hàng đến làm. Chúng ta thay phiên nhau, để anh có thời gian đỡ đần chăm sóc mẹ mình nữa chứ. Nếu như anh có thiện ý như vậy thì còn gì bằng. Có chí hướng như vậy thì cái cầu này sẽ chống xong, dân chúng sẽ mau được qua lại. Còn gì tốt hơn. Vậy chúng ta cùng quyết tâm nhé. Có cây cầu này đi lại sướng quá. Không biết ông bà nào tâm đức dày thế đã làm cho dân cây cầu này. Cầu trời phù hộ cho mọi sự tốt lành. Con quỷ trong chai thủy tinh. Ngày xưa có một bác tiều phu nghèo. Bác làm việc quần quật từ sáng đến tối mịt. Khi số tiền bác dành dụm đã được kha khá, bác bảo con trai: Nhà chỉ có một mình con, đây là số tiền cha dành dụm được do mồ hôi nước mắt. Nay cha muốn dùng số tiền ấy để cho con đi học một nghề gì đó, sau này con có thể nuôi cha lúc tuổi già. Tiền đã gần hết, mình không thể tiếp tục theo học như ý nguyện của cha nữa rồi. Có lẽ mình phải bỏ dở chuyện học hành thôi. Cha không có đủ tiền để cho con tiếp tục học. Cha thật có lỗi với con. Thưa cha đừng lo nghĩ. Con sẽ vào đường đốn củi cùng cha, cố gắng làm việc. Khi nào có đủ tiền thì con lại đi học ạ. Công việc này rất nặng nhọc, cứ để cha làm một mình. Với lại nhà chúng ta cũng có một chiếc rìu thôi. Cha cũng không có đủ tiền để mua thêm một chiếc rìu nữa cho con đi làm. Không sao đâu cha, con đã lớn rồi, cần giúp cha làm việc. Nếu như nhà mình chỉ có một chiếc rìu, thì cha hãy sang hàng xóm mượn một chiếc nữa được không ạ? Đã đến giờ nghỉ trưa rồi con trai. Cha cứ ngồi nghỉ ngơi và ăn trưa đi. Con đi lanh quanh xem có tổ chim nào không ạ? Cái cây to thế này, chắc thế nào cũng có tổ chim. Hãy cho tôi ra, hãy cho tôi ra. Hình như có tiếng ai đó. Ngươi ở đâu đấy? Tôi ở phía dưới gốc cây. Chàng trai, xin hãy giúp tôi. Tôi đã bị nhốt trong này quá lâu rồi. Xin hãy rủ lòng thương mở nút chai cho tôi ra. Ô, kẻ đáng thương. Ngươi có biết việc ngươi thả ta ra khỏi chiếc chai thì ngươi sẽ được thưởng cái gì không? Không, làm sao mà ta biết được? Thế ta nói cho ngươi biết, để thưởng cho việc đó, ta phải vặn cổ ngươi. Trời đất, ở đâu ra kẻ ngông cuồng như ngươi thế? Ta chính là thần mê kết hùng mạnh. Do bị trừng phạt nên ta phải nằm trong chai. Ai thả ta ra, người ấy sẽ bị vặn cổ. Điều này mới thể hiện sự hùng mạnh của ta. Điều ngươi nói thật hoang đường. Thần mê kết to lớn này lại nằm trong cái chai bé tẹo kia được sao? Ngươi lừa ta phải không? Nếu đúng như vậy thì ngươi chui thử vào trong chai cho ta xem. Có vậy ta mới tin. Rồi sau đó ngươi muốn làm gì ta thì làm. Cái đó chỉ là trò đùa. Ngươi đã bị lừa rồi. Đáng đời cho kẻ lấy oán trả ơn. Trời, hãy thả tôi ra, hãy thả tôi ra. Ta không đời nào thả ngươi ra. Ta chỉ bị ngươi lừa một lần thôi. Ta biết lỗi rồi. Nếu anh thả ta ra, ta sẽ cho anh thật nhiều của cải, nhiều tới mức anh sẽ sống sung sướng suốt đời. Không, ta không tin. Tôi nói thật mà, tôi hứa đấy. Lời hứa của thần mê kết hùng mạnh. Được, ta tin ngươi một lần nữa. Đây là phần thưởng của ngươi. Nếu ngươi đưa đầu này của miếng băng keo qua vết thương thì vết thương sẽ lành. Nếu ngươi đưa đầu kia của miếng băng keo qua sắt thép thì sắt thép sẽ biến thành bạc rồng. Ta phải thử xem đã. Quả đúng là như vậy. Giờ thì chúng ta hãy chia tay nhau. Cảm ơn ngươi đã giải thoát ta ra khỏi cây chai. Con đi đâu mà lâu vậy? Còn bao nhiêu việc sao không làm? Cha đừng lo, con sẽ làm ngay đây. Ông xem chiếc rìu này có thể được bao nhiêu tiền? Ồ, nó là bạc chuẩn. Nó có giá là 400 thaler, Nhưng mà tôi không có đủ tiền để trả cho anh. Ở đây tôi chỉ còn có 300 thôi. Không sao đâu ạ. Cháu sẽ cho ông nợ 100 thaler. Cha ơi, con có tiền đây. Tại sao con có nhiều tiền vậy? Vâng, từ nay cha không cần phải vất vả kiếm tiền nữa. Con có thể nuôi cha rồi. Nhưng số tiền này ở đâu ra? Để con kể cho cha nghe nhé. Giờ con có tiền rồi, cha sẽ không phải vất vả làm việc vì con nữa. Con cũng sẽ đi học tiếp để trở thành bác sĩ, cứu giúp mọi người cha ạ. Với trí thông minh, lòng can đảm, chàng trai đã có được sự may mắn từ con quỷ đen đem lại. Chàng trai lại tiếp tục đi học để thực hiện ước mong của cha, và chàng đã trở thành một bác sĩ nổi tiếng. Chuyện tình hoa ban trắng. Ôi, cây thuốc quý này hiếm gặp lắm đây. Là một cây nhân sâm, có lẽ cũng phải đến gần 100 tuổi. Mình phải cố lấy về làm thuốc cho cha mới được. Ôi, đừng sợ, hãy bám chặt tay ta, ta sẽ kéo nàng lên. Nàng ngồi nghỉ đi, nàng không sao chứ? Em không sao. Đa tạ chàng đã có công cứu mạng. Ông về đấy à? Mọi chuyện thế nào rồi? Bà lo chuẩn bị cho con ban đi. 3 ngày nữa nhà tạo mường sẽ sang hỏi cưới. Nhưng tôi sợ con ban nó không chịu. Chúng ta đã nói bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn... Không chịu là không chịu thế nào? Tôi đã nhận bên ấy 100 đồng bạc trắng và nhiều mẫu ruộng nương rồi. Thưa cha mẹ, con không lấy con trai tạo mường đâu ạ. Không được trái ý ta. Nhà tạo mường giàu có nhất bản, của cải ruộng nương nhiều không kể xiết. Nếu làm dâu nhà đó, con sẽ được ăn ngon mặc đẹp cả đời. Nhưng thưa cha, người con yêu là chàng Khum. Con đã thề với lòng mình là đời này kiếp này chỉ yêu và cưới mình chàng thôi ạ. Thằng Khum ấy vừa không cha không mẹ, lại còn nghèo khổ nhất làng. Nếu cưới nó thì con phải khổ cả đời đấy, con có biết không? Không nói nhiều, cha mẹ đã tính xong cả rồi. Con phải làm dâu nhà tạo mường. Cha, mẹ, con nhất định không lấy ai ngoài chàng Khum cả. Xin cha mẹ hãy hủy lễ cưới ạ. Lại con cái à? Bà dẫn nó vào phòng chuẩn bị váy cưới đi. Trước khi nhà tạo mường sang, cấm nó bước một chân ra khỏi nhà. Không, con thà chết chứ không phản bội chàng. Ban, đã ra khỏi nhà là không có đường quay lại đâu. Mình sẽ đến tìm chàng rồi cùng chàng nghĩ cách. Hai đứa sẽ đến cầu xin cha, hy vọng cha sẽ hiểu và tác thành cho. Nếu không được, mình và chàng sẽ trốn sang bản khác sinh sống. Chỉ cần được ở bên cạnh chàng là mình hạnh phúc rồi. Chàng ơi, nhanh mở cửa cho em. Chắc là chàng lên núi cao 7 thú rừng rồi. Mình phải đi tìm chàng. Mình cứ buộc chiếc khăn ở đây. Chàng về thấy chiếc khăn này sẽ biết mình đã đến tìm. Mình nhất định phải tìm được chàng. Chàng ơi, chàng đang ở đâu? Có nghe thấy em đang gọi chàng không? Chàng ơi! Chàng ơi, chàng đang ở đâu? Có biết em đang đi tìm chàng không? Em sợ mình không gượng nổi nên lúc gặp chàng mất. Chàng ơi, nhanh trả lời em đi. Mình không được gục ngã. Mình phải tìm được chàng. Kỳ lạ thay, từ tảng đá ấy mọc lên một cái cây. Cây lớn dần rồi nở thật nhiều hoa với những cánh mỏng trắng muốt cùng nhụy điểm màu tím thủy chung. Đây là chiếc khăn của nàng Ban mà. Nàng đã đến tìm ta, nàng đi đâu rồi? Ta phải nhanh tìm gặp nàng mới được. Hãy đợi ta, ta sẽ tìm được nàng. Nàng ơi, nàng Ban ơi. Nàng Ban ơi, nàng đang ở đâu? Nàng đang ở đâu? Nhất định ta sẽ tìm được nàng. Ôi, bông hoa trắng muốt, đẹp và tinh khiết làm sao. Bông hoa đẹp, tinh khiết như chính tâm hồn nàng vậy. Về sau, người đời gọi loài hoa trắng muốt điểm xuyến nhụy tím này là hoa ban. Và loài chim do chàng khum hóa thân thành thì luôn quấn quýt bên những cây hoa ban, như thể hiện mối duyên tình truyền đời truyền kiếp. Ngày nay, cứ mỗi độ xuân về, khắp núi rừng Tây Bắc lại ngập tràn sắc trắng tinh khôi của hoa ban bung nở. Ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa ban, người đời lại nhắc nhớ về chuyện tình thủy chung nhưng đầy bi thương của nàng Ban và chàng khum thuở ấy. Gấu trắng và hải cẩu. Hải cẩu nhỏ, bạn đi đâu đấy? Mình nhìn thấy cá ngon quá nên xuống bắt luôn. Bạn một con, mình một con nhé. Cảm ơn bạn nhiều. Ngày mai mình sẽ bắt cá cùng với bạn nhé. Mình về nhé, mai mình lại đến. Nhớ đến sớm nha. Con lại đi chơi với chú hải cẩu đó hả? Dạ vâng thưa ba. Ba đã nói với con rất nhiều lần rồi, con không nên quá thân thiết với hải cẩu. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của con. Ba, chẳng phải từ lâu chúng ta đã thống nhất với nhau sẽ chung sống hòa bình với hải cẩu hay sao? Nhưng điều đó không có nghĩa là gấu Bắc Cực và hải cẩu là bạn bè. Ba, con nghĩ là khi chúng ta đã cam kết sống hòa bình thì không nên phân biệt như vậy nữa. Hơn nữa, hải cẩu còn chia sẻ nguồn cá cho chúng ta nữa, trong khi rất nhiều gấu trắng chỉ ỷ lại vào thức ăn do hải cẩu cung cấp, lười biếng không chịu tự đi kiếm ăn. Việc đó ba sẽ để ý chỉnh đốn lại. Nhưng chuyện ba đã nhắc nhở con nên suy xét lại cẩn thận đi. Gần đây, bọn hải cẩu có vẻ lười biếng quá. Nguồn cá mà chúng kiếm được quá ít ỏi, không đủ cho ta no bụng. Mà nghe nói con trai của thủ lĩnh còn chơi thân với một hải cẩu cơ đấy. Đúng là chẳng ra thể thống gì. Vậy sao? Ta nghĩ ra một cách này có thể loại bỏ được quy định hòa bình vô lý này. Lại vừa có thể làm sao? Sao? Hạ bệ thủ lĩnh? Ông ta làm thủ lĩnh bao lâu nay, khiến cho chúng ta chịu bao nhiêu thiệt thòi. Chỉ cần ông ta bị lật đổ thì chúng ta còn lo gì nữa. Ngài nói cũng phải. Nếu vậy, ngươi hãy phối hợp với ta. Chúng ta sẽ làm như thế này. Gấu nhỏ, có chuyện xảy ra rồi. Nghe nói là có vụ việc gian lận gì đó về số lượng cá của hải cẩu phân chia cho chúng ta gần đây, mà lại có liên quan đến cháu. Nói sao? Gian lận về số lượng cá? Gấu trắng nhỏ, con có biết gì về vụ việc gian lận số lượng cá gần đây không? Thưa ba, con không biết gì hết. Thưa thủ lĩnh, sau khi tôi kiểm tra lại số cá do hải cẩu cung cấp được gần đây thì phát hiện sự lạ. Số cá thường xuyên được chia nhiều hơn cho một đối tượng, chính là gấu trắng nhỏ đây. Hơn nữa, tôi được biết gấu trắng nhỏ còn chơi rất thân với một con hải cẩu. Phải chăng vì thế mà việc gian lận có thể tiến hành dễ dàng hơn? Ồ, quả là đáng nghi ngờ. Hiện nay chưa thể vội vàng đưa ra phán quyết được. Tạm thời gấu trắng nhỏ sẽ bị giam lại, chờ kết quả điều tra. Ba, con không biết gì thật mà. Gấu nhỏ ơi! Hải cẩu nhỏ, sao bạn lại đến đây? Nguy hiểm lắm. Mình nghe tin bạn gặp nạn nên đến thăm bạn. Mình không sao, chắc chắn là có kẻ cố tình vu oan nhằm gây tổn hại đến danh tiếng của ba mình. Bạn có nghĩ ra kẻ đó có thể là ai không? Mình nghĩ rất có thể chính là kẻ đã tố cáo mình. Bấy lâu nay ông ta đã tỏ ra khá bất mãn với ba mình rồi. Nếu vậy, mình sẽ đi theo dõi ông ta. Mình sẽ tìm cách giải oan cho bạn. Không được đâu, như vậy nguy hiểm lắm. Mình không sợ, chúng ta đã hứa dù là phúc hay họa cũng sẽ cùng sát cánh với nhau mà. Không, hãy cẩu nhỏ, bạn đừng đi. Gấu nhỏ, cô mang cá đến đây, cháu ăn đi cho đỡ đói. Gấu nhỏ, cháu không được đi. Cháu phải đi cứu hải cẩu, nếu không bạn ấy sẽ bị gấu hung dữ hại mất. Chỉ một mưu kế đơn giản cũng đủ làm chúng điêu đứng. Số cá chúng ta thu gom được, người đã giấu kỹ chưa đây? Ngài yên tâm, tôi đã chôn ở trong lớp băng dày ở phía sau và che chắn cẩn thận rồi. Phải đưa thủ lĩnh gấu trắng đến đây chứng kiến điều này. Ôi, ngươi đã nghe hứa rồi phải không? Vậy thì hôm nay ngươi sẽ làm mồi cho chúng ta. Không được đụng đến bạn ấy. Ôi, chạy mau. Chạy đâu cho thoát. Thả chúng ra. Thủ lĩnh. Thủ lĩnh gấu trắng, hai kẻ này đã giấu cá ở đây để đổ oan cho gấu nhỏ và hạ thấp danh dự của ngài. Cá được giấu dưới lớp băng dày ở đằng kia. Hai ngươi còn gì để nói không? Xin thủ lĩnh tha tội. Xin thủ lĩnh tha tội. Từ nay ta tuyên bố tại vùng đất này, gấu trắng và hải cẩu là bạn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.